này đang lội nè, anh em đang lội dưới nước nè, nó không còn thấy quánh trước luôn các bạn ơi, dữ lắm rồi. Có lùng quá lùng anh em ơi, quá gió các bạn. Dữ không, quá ghê anh em. Thì mấy cài mà chạy ba vùng này coi mới đã hay các bạn. Rồi cái vùng An Giang ở trên mình thì không có mà miếng nào nước chữ gì đâu anh em ơi. Rồi quá hơi này hòn đất Kiên Giang hay gì anh em ơi, chục này nó khỏe, cái mà chạy nước nhiều này nó chạy chậm, nó không có văng nước lên hay gì đấy, tài xế mình sạch bông các bạn. Còn ở trên cái vùng An Giang có chỗ nào mình nó chạy cái chục gì nè, tài xế mà lên cái là hết thấy luôn các bạn, không thấy nhìn thấy đường xì lì à, nó bị xịn vậy đó, mặt mài chỉnh bụng xong rồi cái chiếc máy này chạy thấy xịn không văng nữa anh em. Tại vì nước quá nước hay sao các bạn ơi. Quá trời nhìn đảo các bạn ơi. Dòng này cái dòng của Ấn Độ hay gì em nhớ là nước quá Ấn Độ các bạn, mình không gần nữa cài gì mấy. Quá lạng các bạn. Khúc trong đó là nó lung nha anh em, cái này mới gò. Mình đang đầu ngoài rồi, chút mình sẽ đi vô trong, mình quay cái đầu trong các bạn coi, mình phải quay nhiều vòng vòng anh em. Này cái máy này mới mua cái máy quay cũng chưa có nhuyễn, cái máy này của Gung anh em có thông cảm ha, quá trước mình quay nó cũng nhuyễn rồi sao vậy, mình đổi lại anh em, rồi bắt đầu cái máy này cũng chưa quen nữa, anh em có Gung cũng thông cảm gì mình nha. Họ khúc đó là khúc lung còi đã lắm các bạn, họ thấy bánh luôn anh em ơi. Kìa đó, giữ các bạn, ok bắt tiêu bánh luôn rồi kìa các bạn. Cục đó nó hơi nặng nè, ra khối luôn. Tài xế chạy nãy chục mà xịn không có xịn bọng cho nhìn cũng im lắm các bạn. Dạ, nó rung quá anh em ơi, rung thật sự luôn á. Cái này quay cảnh ruộng Kiên Giang anh em, cái này đồng biển đó các bạn ơi, cái này cũng chính đi xuống. Cái thời nó ra kìa, trời nổi giòn nổi luôn, mũi anh em có nghe không ha.
bị hút thuốc rồi nữa các bạn ơi. Ruộng này tài xế này, ngành tài xế này còn hút không ha, rất là dữ dằn. À mèn, mèn tay máy, mèn tay máy. À comment giúp mình nhớ.